XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các quý khán giả của X-Channel. Ở những video lần trước thì chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn những chiếc đồng hồ bạc tỷ của Minh Nhựa. Và ngày hôm nay sẽ là hai chiếc còn lại trong bộ sưu tập đắt giá này của Minh Nhựa. Và chúng có những đặc điểm gì nổi trội? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với một cỗ máy Tupilon đắt giá. Đó chính là chiếc Zenith Pilot Tie 20 Tupilon. Và chiếc đồng hồ này thì có giá khoảng 50.000 đô la Mỹ, tương đương với 1,1 tỷ Việt Nam đồng. Và điều gì đã khiến chiếc đồng hồ này đắt giá và trở thành siêu phẩm như vậy? Đây chính là một chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập Pilot Tie 20 của Zenith, dòng dành riêng cho phi công. Với lớp vỏ máy làm bằng titan siêu nhẹ, mạ vàng hồng 18K kết hợp cùng dây da cá sấu tinh tế, Zenith Pilot Tie 20 Tupilon sở hữu ngoại hình sang trọng và đẳng cấp. Và tất nhiên điểm khác biệt lớn nhất chính là bộ máy Tupilon lốc xoáy với cơ chế hoạt động truyền thống của nhà phát minh người Pháp Abraham Louis Breguet, trong khi phần hộp của Tupilon sẽ hoàn thành một vòng quay sau 1 phút. Đồng hồ Zenith Pilot có kích thước rất lớn và kiểu dáng cổ điển thể hiện sự thu hút thêm cho những chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ lịch sử liên quan đến những anh hùng hàng không và niềm kiêu hãnh chinh phục bầu trời của họ. Được trang bị kỹ thuật hiện đại với tinh thần cổ điển, Zenith Pilot có nhiều tính năng lấy cảm hứng từ đồng hồ máy bay cũ của thợ máy Zenith. Các chữ số Ả Rập có kích thước lớn và bàn tay khía cạnh được bọc chất phát quang Super Linova, màu be cổ điển, dễ dàng đọc được trên mặt số mịn, cùng với một vương miện hào quang và tương phản trên dây đeo. Để bổ sung cho các đặc điểm lịch sử này, Zenith đã chọn một vỏ thép cũ, chống nước tới 100m, phủ một lớp tinh thể sapphire chống phản chiếu, một vỏ hộp đóng khắc với ngày Zenith được thành lập 1865. Tuy nhiên thì xét về tổng quan chiếc đồng hồ này với kích thước mặt là 48mm thì sẽ khá cồng kềnh đối với cổ tay của nam giới Việt Nam. Và thành viên cuối cùng trong bộ sưu tập bạc tỷ của Minh Nhựa đó chính là một sản phẩm đến từ thương hiệu có lịch sử vĩ đại nhất thế giới Breguet. Breguet Marine Royal thuộc dòng Hải quân Hoàng gia có giá niêm yết là 46.500 đô la Mỹ, tương đương với 1 tỷ Việt Nam đồng, được làm bằng vàng hồng 18K và có khả năng chịu nước sâu 300m. Với đường kính 45mm, dày 17,45mm, rất chắc chắn, nam tính và tạo hình giống như một chiếc xe tăng. Vòng case band được chạm trổ theo phong cách truyền thống và điểm nhấn dễ nhận thấy nhất ở chiếc đồng hồ này chính là một vít vương miện màu trắng ở vòng ngoài trên mốc 12 giờ, rất bắt mắt. Thủy quân lục chiến Breguet Royal được trang bị động cơ Breguet cỡ nòng 519R, tự động nhịp đập với tần số 28.800 VPH, với 36 viên ngọc chân kính và cung cấp năng lượng dự trữ lên tới 45 giờ. Và đó chính là những đánh giá của X-Channel về hai sản phẩm cuối cùng trong bộ sưu tập bạc tỷ của Minh Nhựa. Và với bộ sưu tập khủng của thiếu gia Sài Thành thì chúng ta sẽ đổi được những gì? Mời quý vị cùng theo dõi video tiếp theo của X-Channel. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!